Merry Christmas. Chúc mừng Giáng sinh. Chúc mừng Giáng sinh các bạn. Chúc mừng Giáng sinh gia đình. Lần đầu tiên dẫn em Linh Phát với F8 đi lên núi. Đi mấy tiếng? 3 tiếng hay nhiêu đó? Ok. Ở dưới đó xuống như Las Vegas dễ mà gần. Thuận quá, bữa nay tới đây không có tuyết nha. Vậy là mấy mốt gì mình phải đi lại lần nữa. Canh coi tuyết. Ồ, cái giờ này chụp hình đẹp lắm á. Đâu, Hồ Chí Minh là người rất là đặc biệt, đâu có ai mà có dịp chụp VinFast ở bên Mỹ mà lại đứng cảnh có tuyết trên núi, ngay cái hồ đẹp nữa. Quá trời. Xin chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng Giáng sinh, hôm nay là ngày Giáng sinh các bạn. Này chở người dì và của Hạnh và người bạn người dì ở Bình Dương, Việt Nam qua bên Mỹ chơi, tham quan Mỹ và California. Hôm nay dẫn đi leo núi đi coi tuyết. Năm nay ít tuyết chứ mấy năm trước cái chỗ này tuyết dày đặc giống như ở Liên Xô. Đúng rồi ha, đúng giống như cục tết bự rồi. Giống như cục tết vậy đó. Wow, Úc hay thiệt. Wow. Donna Lakes, California. Đẹp quá. Hôm nay đi muốn coi tuyết nhưng mà tuyết không có đủ, ít tuyết quá. Sao gì Minh? Nó hình bóng. Cái núi này xuống là lần đầu tiên thấy nhiều tuyết thôi mình. Đẹp quá. Ở bên Việt Nam thì mình có thấy tuyết chưa? Việt Nam mà có tuyết chắc chưa. Ở Hà Giang có không? Ngoài Bắc hình như có trên núi á. Lâu lâu á nó có rơi chút đỉnh là đã thấy là. Dạ yeah, dạ. Yeah. Là hiện tượng là hấp dẫn người ta lắm rồi. Dạ. VF8 leo núi đi coi tuyết. Ok, hành trình tiếp. Yeah. Cái này mà tuyết nhiều đẹp lắm, cái khu này nào. Nhà đó người ta cho mướn đó.
cho mướn ta tới đây ta ở. Mấy cái nhà này lý tưởng lắm á, mùa mùa có tuyết là đẹp lắm. Nếu mà có tiền mua mấy nhà này hốt bạc không? Mình muốn cái nhà đó đó. Có chợ, có nhà hàng.